Tính tiền giờ mà tửng à? Hôm nay á, họ không có tính tiền á, họ lãi lị tì. Mai mốt không biết ở đâu mà kiếm nữa. Chưa gì mà nỉ tính đi hay sao? Chưa lâu, họ phải mua một con heo quay cúng ông thổ lịa, mời lị tì ăn một bữa cơm rồi mới lị chứ. Mình là huynh lệ, mấy chục năm rồi mà. Lắm mày chầu lĩa lấy à, dầu do thuốc cao lên hoàng tăng, chỉ là lĩa chầu kéo lắm mày chầu lĩa lấy à. Dầu do thuốc hút cao lên hoàng tán kim chỉ dao kéo dầu lửa lay ông. Dầu do thuốc hút cao lên hoàng tán kim chỉ dao kéo dầu lửa lay ông. Cha xin cha lai cha treo suối phát phía phát anh kèo lồng phòng mức cha la kèo dẻo lấy à. Dầu gió thuốc bút nghiêm chỉ giao kéo dầu lửa lấy à. Ai cho tổng cho tổng cho tổng. Cha xin cha lai cha treo suối phát phía phát anh kèo lồng phòng cha la kèo dẻo lấy à. Nè chịch con, mày thất hứa quá. Biết rồi, thả thập tha con ngộ kẹt mà. Ngộ có sẵn trong túi lè mới lị có chưa. Nè, tao đổi chấn với mày nè. À trứng. Ngộ sắp về. Về ở đây rồi. Cho ngồi chơi với mấy lị nha. Ừ, chừng nào mày về nhớ làm bạn với tụi tao nha. Ừ. Cha xin cha lai cha treo suối phát phía phát ngang kèo lầu phụng mức cha lai kèo lai à. A tha a tha a tha. Cha xin cha lai cha treo suối phát phía phát ngang kèo lầu phụng mức cha lai kèo lai à. Ông ngoại về đâu? Ờ, ông đi dập cửa lớn, trạch lung tượng. Tàu về dập cửa lớn sắp chạy rồi, ông ngoại theo con. Ráng kèn cửa nghe mấy cha, nếu không được á, mình làm đơn khiếu nại liền. Tôi có thằng cháu ruột làm báo trên tỉnh, có gì á thì nhờ nó la lên tiếp. Như mấy ông còn cục cửa được. Mẹ, tụi này dướng ngân hàng quá nặng, đâm ra há miệng mắt quay. Sợ ngân hàng dính dáng gì chuyện này? Dính thì cũng dính, nhưng kẻ cứng nhắc cha ơi. Sợ chưa kịp nhận tiền đền bù, tòa nó phát mãi một cái á, coi như là tan nát đời qua luôn. Bởi vậy nên mấy ông mà đấu đá với nhau á là chết tụi này. Mấy ông muốn nhận á thì cứ nhận, tụi này không chịu á thì phải đấu. Có mắc mớ gì nhau đâu. Sao mà không mắc mớ? Mấy cha cứ đấu tới đấu lui hoài không thống nhất được giá. Tới Tết Lào tụi này chưa nhận được tiền. Đúng rồi. Thôi vô. Thôi mình vô đi.
Mời bà con giữ trật tự. Bà con giữ trật tự để chúng tôi công bố phần chính sách tái định cư. Sau đó mời bà con có ý kiến luôn cho hai nội dung chính. Tôi xin thông báo, tất cả các hộ dân nằm trong diện giải tỏa của dự án đều được hưởng chính sách tái định cư, cụ thể như sau. Thứ nhất, hộ nào có từ 1 hecta đất bị giải tỏa trở lên sẽ được cấp một nền tái định cư có diện tích là 200 mét vuông. Và cứ mỗi hecta đất bị giải tỏa của hộ đó được phép đăng ký mua thêm một nền có diện tích 100 mét vuông với giá ưu đãi. Đối tượng thứ hai là hộ nào có diện tích đất bị giải tỏa dưới 1 hecta sẽ được cấp một nền có diện tích là 100 mét vuông và được phép đăng ký mua một nền có diện tích 60 mét vuông với giá ưu đãi. Ngoài ra, bà con nếu có yêu cầu có thể mua không hạn chế nền của dự án theo giá thị trường. Tính toán thì sao? Toán vậy thì mua. Đề nghị bà con giữ trật tự. Bà con nào có ý kiến, xin giơ tay đứng lên phát biểu. Đề nghị bà con nói ngắn gọn, lần lượt từng người phát biểu. Ý kiến người phát biểu sau, không trùng với người phát biểu trước. Nếu như nhiều người có cùng ý kiến, thì xin bà con thảo luận với nhau và cử người đại diện. Phần nào thuộc thẩm quyền của ban quản lý, chúng tôi sẽ trả lời luôn. Phần nào vượt quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ chuyển ý kiến bà con lên cấp trên. Tôi là Tư Luận. Tôi xin đại diện cho một số bà con ở xóm Dàm Cửa Lớn xin có ý kiến. Thứ nhất là về tiền hỗ trợ di dời nhà cửa, mồ mả, cũng như bồi hoàn phần quê lợi trên mặt đất. Chúng tôi thấy như vậy cũng đã hợp tình hợp lý. Thứ hai, riêng về đất thổ cư, giá tiền đền bù là 92.000 trên 1 mét vuông. Chúng tôi thấy như vậy là còn thấp, đề nghị nhà nước tính lại sao cho hợp lý. Còn thứ ba là về chính sách tái định cư. Chúng tôi thấy mỗi một hộ chỉ được cấp một nền tái định cư là không hợp lý. Chúng tôi đề nghị phải từ 2 tới 3 nền. Nông dân chúng tôi đông con, thử hỏi một nền có thấm vào đâu. Còn nói được mua theo giá ưu đãi, đề nghị cho biết luôn giá một mét là bao nhiêu. Chứ sau này mấy người bán cả triệu đồng một mét, tụi tôi tiền đâu mà mua. Xin hết. Đúng rồi đó. Tôi là Tấm Lơ, đại diện bà con ở đây xin có ý kiến. Về giá cả đền bù thì nhà nước có tăng bao nhiêu thì bà con chúng tôi mang ơn, còn nếu không tăng chúng tôi cũng không đòi hỏi. Bức xúc của bà con chúng tôi ở đây là mong sớm nhận được tiền đền bù, ai có phần nấy. Mong ban dự án phải phân biệt rạch ròi cái phần này. Rạch ròi là sao? Đề nghị anh Tám nói rõ hơn thêm có được không? Ý tôi là ban quản lý dự án phải xử sự sao cho nó công bằng. Ai giao đó cho dự án trước thì sẽ được nhận tiền đền bù trước. Nói vậy đúng rồi đó. Đừng có để những người chấp hành tốt chủ trương của nhà nước chịu thiệt thòi quyền lợi. Tôi xin hết. Chờ hoài chứ. Thưa bà con, vừa rồi qua ý kiến đại diện của anh Tám Lơ và anh Tư Luận, tôi thấy có những điểm trái ngược nhau. Vậy bây giờ vậy nha, ai đồng ý theo ý kiến của anh Tám Lơ giơ tay lên. Rồi bây giờ ai đồng ý với ý kiến của anh Tư Luận thì giơ tay lên. Vậy là nhóm Tám Lơ thắng rồi. Các em nhóm Tám Lơ đó. Mình đúng rồi. Thấy
Thưa bà con, trước hết tôi xin trả lời thẳng với bà con rằng, trên cùng một dự án, cùng một thời điểm triển khai, sẽ không có 2-3 mức giá đền bù như yêu cầu của bà con được. Còn việc một số bà con kiến nghị tăng mức giá đền bù không thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý dự án, chúng tôi sẽ chuyển ý kiến này lên cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên theo chúng tôi, mức giá 92.000 cho đất thổ cư và 54.000 cho đất sản xuất là thỏa đáng. Để tránh gây thiệt hại quyền lợi bà con mình, ban lãnh đạo tỉnh đã cân nhắc rất kỹ, sao cho thấu tình đạt lý, rồi mới đưa ra quyết định. Cụ thể là mức áp giá này đã cao hơn giá đất bà con bán ra thị trường. Thưa bà con, đây là điều lệ hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Cao Văn Lợi ở xóm Dàm Cửa Lớn cho ông Trần Văn Luận ở cùng địa chỉ trên. Theo tờ hợp đồng này, thì ông Lợi đã bán cho ông Luận 1 hectare đất với giá là 350 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch giữa khung giá đền bù và giá mua bán ngoài thị trường là 190 triệu đồng. Thưa bà con, bản thân anh Tư Luận đã hiểu rằng khung giá nhà nước đền bù như vậy cao hơn gấp rưỡi giá thị trường. Vậy, nhân đây chúng tôi xin hỏi anh Tư Luận, nhà nước giải quyết như vậy có thấu tình đạt lý hay chưa? Tôi nói rồi, đất nông nghiệp mức giá đền bù cỡ này là mức đọt. Im để coi Tư Luận trả lời sao đây. Điều này nó cứng họng rồi, chứ trả lời gì được hả Năm? Làm sao? Thì nó mới sang đất của thằng Lợi, cái đột kia lời gần 200 triệu. Ngon ăn thế mẹ. Ừ đúng rồi. Còn muốn gì nữa? Tư Luận lấy đất của thằng Út Lợi để trừ nợ, chứ nói thiệt giá đó bán chưa chắc có người mua. Thưa tất cả bà con, kính thưa các vị trong ban quản lý dự án, tôi có cái may mắn làm nghề gõ đầu trẻ mấy chục năm nay. Mặc dầu các em đã có tuổi như Tám Lơ, Tư Luận đều được tôi dạy chữ. Dù gì thì các em cũng gọi tôi là thầy. Điều thứ hai nữa là các bậc ông bà, rồi chú bác chúng tôi đây, là những người đầu tiên khai cơ lập nghiệp trên mảnh đất này. Bằng chứng là hơn 2/3 đất đai trên cánh đồng Luân Tượng ngày nay vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Nói không phải tự hào, dòng họ của chúng tôi đã trải qua ít nhất 3 đời lão nông tri điền, uy tín nhất dòng sông Cửa Lớn này. Còn đa số bà con ở đây trước kia đều là tá điền, có nguồn gốc xuất phát từ xã Phan, Cà Chiếu, huyện Cầu. Nhờ cách mạng đánh đổ địa chủ mà bà con ở đây mới làm chủ được vài 3 mẫu đất. Hễ làm ruộng thì được gọi là nông dân, nhưng nó khác nhau ở cái chí. Vì sao? Vì chúng tôi đủ điều kiện đất đai, lịch sử ông bà dòng họ để nói chí nhà nông. Thưa thầy, xin thầy nói ngắn gọn dễ hiểu hơn có được không ạ? Xin lỗi vì đã ngắt lời thầy. Dạ, ý tôi thì chỉ có vậy thôi. Nếu cô Kim Bai chưa hiểu được ý của anh giáo thứ, thì tôi xin phép nói lại cho cô được rõ. Cái chí của người nông dân nói ra lắm sự dông dài, nhưng nói tóm lại, nó chỉ nằm gọn trong một chữ. Một chữ đó là chữ đất. Thank you.
những nhà nông như chúng tôi, nếu không còn đất thì không khác gì con cua này. Tôi tặng cô con cua này, cô muốn làm gì nó thì tùy. Những gì cô cần hiểu tôi cũng đã nói hết rồi. Ý của cô tôi cũng đã hiểu. Xin phép cô. Chào mấy chú, tôi về. Đồng chí, đồng chí thuộc đường dây CK nào? Ghe hai đáy hả? CK gì? Tôi Diện bán ghe hàng đây. Anh không nhớ tôi sao? Tư Diện bán ghe hàng. Đồng chí là Tư Diện bán ghe hàng. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi. Ghe hàng, ghe hàng. Đồng chí, lịch xích ghe hả? Khỏe anh Sáu ơi, mua gì anh Sáu? Trời, Tư Diện hả? Dạ. Trời, nắng chói mắt quá, tao tưởng ghe lạ nào chứ. Bán anh gói bát tô coi. Dạ. Dạ đây. Ủa, ai nằm trong ghe chùm mền mà rung dữ vậy? Một sốt rét hả? Anh Từ Dương. Dạ, có ông anh nó bị sốt. Em chở ông đi chích thiếu huyết. Thôi sốt rét thì đi đi. Dạ. Công nhận, đồng chí mưu trí thiệt. Anh không nhớ tôi thiệt sao anh Tư? Đồng chí, phía trước có tàu sắc địch. Từ Dương, anh tỉnh lại đi. Anh Tư à, hết giặc lâu lắm rồi. Anh tỉnh lại đi. Dì Cúc đang chờ anh ở nhà kìa. Anh Tư à, anh tỉnh lại đi. Sắp tới nhà rồi. Thank you.
Anh Tư lên quán uống nước, ngồi chờ em nghe. Đồng chí à, đây là đâu vậy? Gần ra chợ Dàm Cửa Lớn. Anh Tư không nhớ sao? Tiểu khu. Nhớ chứ. Ở đây á, thằng Trung Quý Vệ biết mặt của tôi. Đồng chí lên đó lẻ nghe. Đi đường công khai vậy nguy hiểm lắm. Nhận hàng này chị Hai ơi. Lớn lên, con cũng sẽ làm nông dân như cha. Nên cha muốn con phải khắc cốt ghi tâm lấy điều này. Là điều gì hả cha? Đối với người nông dân, đất chính là sinh mạng. Không còn đất, nông dân như người đi biển bị chìm tàu con à. Bà chết hả cha? Ừ. Còn tệ hơn vậy nữa đó con. Lạ quá.
đồng chí. Chú em cho tôi hỏi thăm, đường này có phải về sớm Lung Tượng không vậy? Đồng chí, đồng chí là... tôi là Sáu Trung. Tôi muốn hỏi nhà ba Mạnh ở sớm Lung Tượng. Chú em biết chỉ giùm tôi cảm ơn. Đồng chí tìm đồng chí ba Mạnh hả? Đồng chí về đây chỉ đạo mở mảng phải không? Đồng chí cầm gì trên tay vậy? Ở đây toàn là bãi lửa không à. Thận trọng, đồng chí theo tôi nghe. Đi. Dì Hai ơi, có nhà không dì Hai? Dì Hai ơi, dì Hai. Cậu Tư. Chị Cúc. Cậu tìm má tôi có chuyện gì không? Không, tôi tìm chị. Cậu tìm tôi? Dạ không có gì đâu chị Cúc. Tôi ghé coi anh Tư Dương về tới chưa. Cậu nói sao? Cậu gặp anh Tư ở đâu? Tôi chở anh từ bên ngã Ba Đình về đây. Vừa tới chợ anh trốn mất, không biết đi đâu. Cậu đừng lo, chắc anh cũng lẩn quẩn đâu đây thôi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nghe cậu Tư. Cứ mỗi lần anh bỏ đi đâu, chỉ có cậu mới tìm được. Chắc là tôi với anh có duyên đó chị. Vậy mà lần nào anh cũng tưởng tôi là CK gì đó. Anh thôi chết, nãy giờ lo nói chuyện quên mời cậu vô nhà uống nước. Để tôi vô nhà lấy nước nha. Dạ, thôi khỏi chị Cúc, tôi đi liền. Kẻo nước lớn, ghe khó qua cầu lắm. Tôi đi nghe chị Cúc. Cậu Tư. Chị Cúc. Chị không tin tôi sao chị Cúc? Hay là chị chê tôi nghèo? Chị ngại tuổi tác tôi. Cậu Tư, tôi rất hiểu tấm lòng của cậu. Tôi không chê cậu nghèo đâu, cũng không ngại tuổi tác. Nhưng tôi không thể. Nếu là chị vừa nói là thật lòng, thì tại sao lại không thể hả chị Cúc? Chuyện này cậu không hiểu được đâu. Nói thiệt với cậu, nếu lấy chồng, tôi đã lấy lâu lắm rồi. Nhưng tôi không thể.
Tôi sẽ ở như vậy suốt đời cậu Tư à. Chị Cúc, tôi sẽ chờ. Cậu, cậu Tư đừng, cậu đừng làm như vậy. Cậu mà làm như vậy tôi càng thêm có tội. Không đâu, tôi tự nguyện mà chị Cúc. Không, cậu đừng làm như vậy. Cậu còn có tuổi trẻ, còn có tương lai. Tôi năn nỉ cậu đó. Từ nay tôi không muốn cậu đậu ghe dưới bến nhà tôi nữa. Nếu cậu không nghe, tôi sẽ vào chùa tu cho cậu coi. Cậu Tư à. Có gì không chị Cúc? Hay là, hay là cậu cứ đậu ghe dưới bến nhà tôi như lúc trước. Nước ngoài sông cái mạnh lắm, nhiều lúc nghĩ tôi cũng lo cho cậu. Thôi được rồi chị Cúc, tôi đậu chỗ cũ tận lâu nay cũng đã quen rồi, bỏ đi sợ cụ buồn. Thôi tôi đi nha. Khi nào rảnh cậu nhớ ghé chơi nha. Ừ. Sao mộ chị ba không có bê hay sao? Tại chị ba mất lúc còn nhỏ quá, mà anh cũng không biết làm sao nữa. Chỉ thấy trước giờ mã con nít ít ai làm bia lắm, cũng không có làm đám giỗ nữa. Ba nói thì mình năm nay cũng lớn, nhưng mà sao em không nghe ba nhắc tới chuyện xin nhà mộ trong nội hả sao? Ý ba làm sao tao biết được. Nhưng mà Sáu nè, anh Sáu thấy lo không? Chị em thấy lo quá. Sao không? Má còn lo hơn anh em mình nữa kìa. Má nói dạo này dường như ba không có ngủ, mà má sợ nhất là lúc ba ngủ. Mày biết không? Nhưng mà không biết ba nằm trên bao thấy gì mà ghê quá anh Sáu ha. Cái thằng, sao tao biết được. Thôi mày lo làm nhanh đi, chiều nay anh còn đi đón chị Sáu mày với hai đứa nhỏ nữa đó. Dạ. Còn dư miếng à, cho mày á. Ủa chị Cúc, chị Cúc, hai đứa có thấy anh Tư Dương đi qua đây không? Ủa, anh Tư Dương về rồi hả chị? Cầu diện gặp anh ở ngã Ba Đình rồi chở về đây, nhưng mà anh là đi đâu nữa không biết. Rồi chắc lại đi cắm bản tư địa nữa rồi. Mà anh Tám Võng đâu? Sao chị không kêu anh đi kiếm tiếp? Từ ngày có chiếc xe máy tới nay có thấy nó đâu. Thôi chị đi nghe. Mà chị Cúc đừng có lo, anh chỉ lẩn quẩn đâu đây thôi, rồi anh về nhà mà.
coi. Về nhóc. Tội nghiệp về Cúc quá. Mà cái ông Tư Dương này không biết chừng nào mới tỉnh đi nữa. Thôi đi. Đồng chí đứng yên đó. Tôi nói đồng chí đứng yên nhau. Tôi sẽ tìm cách giúp đồng chí. Anh Tư, mình về đi anh. Em nè, em là Cúc nè. Mình về đi anh. Đồng chí, mình đâu? Mình nổ đồng chí nằm xuống. Tại sao đồng chí lại ẩu vậy? Hả? Vô kỷ luật. Đã nói rồi, ở đây mình không à. Đồng chí về đi. Anh Tôn. Anh Tư, tỉnh lại đi anh. Anh Tư ơi, tỉnh lại đi anh ơi. Ha, chào anh bạn. Anh bạn từ xa tới hả? Uống gì ngộ mặn cho ha? Nè, chợt tỉnh đây phải không? Hả? Đúng là ngộ rồi. Anh bạn ở lâu mà biết tên ngộ? À, hồi trước lâu rồi. À, tôi có ghé đây một vài lần. Chú không biết tôi đâu. À, ngộ nhìn thấy lị cũng quen quen. À thôi, uống gì ngộ mặn cho. Lẽ một hồi ngộ mới nhớ. À, có chanh muối cho tôi một ly. Ồ. Dứt lệnh là ngộ biết. Ngộ thấy quen quen mà. Hey, ngộ nhớ gia lị rồi. Lị là cái ông cán bộ gia lệnh treo cái ô bạc lơ trước nhà ngộ lâu rồi á mà. Làng xóm khác trước nhiều quá. Không nhận ra chú. Là tôi quên mất đường vô xóm Lung Tượng. Khác từ mấy chục năm lại rồi. Phá hết lùi tôm mà. À, ông Sáu về mừng cái dự án hả? Không, tôi nghỉ hưu lâu rồi. Chỉ tiện đường ghé qua thôi. Ông Sáu còn hên lắm lo. Chưa mấy bữa nữa cái xóm này ly lợi nhà ma luôn rồi.
ta đứng giữa đất trời mênh mông, nhìn thảm cỏ xanh xanh thắm một góc trời, lòng bồi hồi trào dâng niềm thương nhớ, biết lúa giờ này phiêu bạc nơi nào. Lúa ơi, lúa ơi, lúa có nhớ, nhớ một thời rộn ra sớm trưa, nhớ câu hò tiếng hát lúc ra đồng, nhớ tiếng cười hồn nhiên bay trẻ nhỏ, nhớ ánh mắt mừng vui nhìn thóc lúa đầy sân. Lúa có nhớ đất mặn gì đâu, vì bao mồ hôi đã đổ xuống mảnh đất này, và máu xương của những người nằm xuống để giữ gìn cho đất mãi thiêng liêng. Lúa ơi, giờ không còn đất, nhưng vẫn còn mảnh đất ở trong ta. Lúa ơi, thôi hãy ngừng phiêu bạc, ở lại cùng ta trên mảnh đất thương yêu này. Hồn lúa, hồn đất, hồn người, ta lại cùng nhau làm nên ước mơ. Hồn lúa, hồn đất, hồn người, ta lại cùng nhau cho đời.